Famex là một sàn giao dịch tiền điện tử đơn giản được lãnh đạo và hỗ trợ bởi 8 cựu giám đốc điều hành của Morgan Stanley. Famex có trụ sở tại Singapore, ra mắt vào năm 2019, là một trong những sàn giao dịch được nhiều trader tin dùng. Hiện nay, trên sàn Famex có 190 đồng tiền ảo và 245 cặp giao dịch, mà tiêu biểu và sôi động nhất là cặp Bitcoin USDT và ETH USDT luôn chiếm khối lượng cao nhất trên thị trường hiện nay. Sàn được cấp phép hoạt động MSB bởi Hoa Kỳ, SB thì mới có thể hoạt động hợp pháp. Tại sao nên chọn Famex? Với công cụ giao dịch và công cụ chéo được xây dựng trên giao thức liên kết, Famex mang lại hiệu suất cao và tính khả dụng hoạt động 24/7 nhân 365 ngày một năm. Các công cụ giao dịch được xây dựng tùy chỉnh xử lý 300.000 giao dịch mỗi giây với thời gian phản hồi lệnh dưới 1 mili giây, xử lý mượt mà hơn 10 tỷ đô la khối lượng giao dịch mỗi ngày. Việc chuyển kho lưu trữ ví lạnh của Famex yêu cầu chữ ký ngoại tuyến đánh giá của chủ tài khoản giúp bảo mật tài sản tốt hơn. Đội ngũ sáng lập của Famex bao gồm các cựu giám đốc của Morgan Stanley, những người tự hào với hàng chục năm kinh nghiệm thực tế tại phố Wall. Famex tương thích với API FIX của nhà giao dịch, tổ chức và tài khoản phụ của nhà giao dịch định lượng. Giao dịch sao chép bằng một cú nhấp chuột giúp gia tăng cơ hội chiến thắng cho các trader. Các dịch vụ chính của Famex như mua bán tiền điện tử, giao dịch phái sinh, thị trường NFT, sao chép giao dịch giúp trader đa dạng trong các hoạt động đầu tư của mình. Tham gia ngay đăng ký tài khoản Famex để truy cập 1 triệu XPT airdrop và 50 đô phần thưởng chào mừng. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia cộng đồng đầu tư đa dạng và nhận được lợi ích tuyệt vời. Link đăng ký Famex ở bên dưới phần mô tả video nhé.